Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ 4.0. Vô số những phát minh mới được ra đời nhằm hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu của con người trong công việc, học tập, trao đổi thông tin. Nổi bật trong số đó không thể không nhắc đến những sản phẩm máy tính để bàn, máy tính xách tay hiện nay. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, máy tính hầu như có mặt ở mọi nơi và trong nhiều lĩnh vực. Góp phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của con người hàng ngày. Chính vì vậy, các công ty phân phối, bán buôn, bán lẻ các sản phẩm đồ công nghệ điện tử, máy tính, phụ kiện điện tử được thành lập và ra đời. Trong đó không thể không nhắc tới công ty trách nhiệm hữu hạn máy tính Phú Cường, một trong những công ty máy tính phân phối, bán buôn máy tính, máy văn phòng, thiết bị mạng, thiết bị an ninh, có uy tín và chất lượng tại thủ đô Hà Nội nhiều năm qua. Với 15 năm hình thành và phát triển tại thủ đô Hà Nội, thì Phú Cường tập trung chính vào bán buôn, máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy văn phòng, thiết bị mạng và một số các cái linh kiện điện tử. Song song cái việc bán buôn thì Phú Cường hiện đã và đang triển khai một số các cái dự án lớn. Hiện tại thì chúng tôi đang cùng nhau nỗ lực để Phú Cường trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp của nhiều hãng công nghệ trên thế giới tại thị trường Việt Nam. Về phía hãng thì Phú Cường hiện nay là đối tác chiến lược lớn của nhiều hãng máy tính, được kể đến như là HP, Dell, Fujitsu, Gigabyte, WD, NZXT. Còn về phía khách hàng thì chúng tôi đang có một cái mạng lưới khách hàng có uy tín, chất lượng, được trải dài cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Hiện tại thì chúng tôi đang cùng nhau nỗ lực để Phú Cường trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn máy tính Phú Cường tập trung đầu tư vào lĩnh vực giải pháp công nghệ thông tin trên tinh thần xây dựng thương hiệu và phát triển công ty mang tính chuyên nghiệp hóa. Sản phẩm phân phối của công ty rất đa dạng, điển hình như là máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy văn phòng ở nhiều phân khúc giá, tầm thấp, trung và cao cấp. Ngoài ra còn có cả các thiết bị nghe nhìn, camera an ninh, thiết bị mạng, phần mềm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, trong đó không thể không nhắc tới dòng sản phẩm cao cấp được gọi là high-end, cây máy tính cao cấp NZXT, thương hiệu Mỹ mới nhất hiện nay như vỏ case H1, H210, H510, H710, nguồn tản nhiệt, được phân phối độc quyền bởi công ty trách nhiệm hữu hạn máy tính Phú Cường tại thị trường Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn máy tính Phú Cường là một trong những công ty về công nghệ hàng đầu tại Việt Nam cũng như là về lĩnh vực công nghệ thông tin, máy tính. NZXT cũng là một hãng rất là lớn tại Mỹ. Thì với kế hoạch phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam cũng như là phát triển quan hệ đối tác quốc tế, thì mình tin tưởng Phú Cường sẽ phát triển thành công sản phẩm của NZXT cũng như là một trong những đối tác lâu dài bền chặt nhất của NZXT tại Việt Nam. Sở hữu thiết kế và cấu tạo cao cấp với phần vỏ case tinh tế, cùng bộ vi xử lý thế hệ thứ 10, bộ nhớ trong lên đến 32GB. NZXT còn được trang bị bộ nguồn NZXT 800W vô cùng bền bỉ, cộng thêm bộ tản nhiệt nước đèn màu cao cấp và đẹp mắt. Với thiết kế và cấu hình mạnh mẽ như vậy, bộ case máy tính cao cấp NZXT này hoàn toàn có thể xử lý và đáp ứng những công việc một cách dễ dàng. Chính vì những lý do đó, công ty trách nhiệm hữu hạn máy tính Phú Cường tự tin lấy uy tín, chất lượng và giá cả đặt lên hàng đầu trong chiến lược kinh doanh và phát triển thương hiệu. Với đội ngũ quản lý, nhân viên tư vấn và nhân viên kỹ thuật đều tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, hiểu biết cao về công nghệ cùng với tinh thần và trách nhiệm cao trong công việc. Vì vậy, Phú Cường được rất nhiều những đối tác gần xa và công ty tin học tin tưởng hợp tác, ủng hộ sản phẩm mà công ty kinh doanh trong suốt 15 năm qua. Đơn vị Nguyễn Công chúng tôi là một trong những đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp high-end workstation cho người tiêu dùng cuối tại thị trường miền Bắc nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung. Với bề dày hơn 15 năm tạo dựng và phát triển, Phú Cường là một trong những đơn vị ICT có tiếng tại thị trường Việt Nam. Đây là một trong những đơn vị chuyên cung cấp các cái giải pháp cũng như các cái linh kiện chất lượng và độ tin cậy cao. Cùng với việc phân phối NZXT, đây là một thương hiệu có tiếng tại thị trường Hoa Kỳ cũng như là thế giới. Vì vậy, Nguyễn Công chúng tôi rất hân hạnh được cùng Phú Cường đồng hành và phát triển cũng như đưa đến các cái sản phẩm tốt và tin cậy đến người tiêu dùng cuối cho thị trường Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, Minh Châu đã chọn Phú Cường làm đối tác hàng hóa. Lý do để chúng tôi chọn Phú Cường thì từ đội ngũ cán bộ cho đến đội ngũ nhân viên kinh doanh đã support cho công ty Minh Châu rất là nhiệt tình và hỗ trợ Minh Châu trên mọi phương diện để mối thương mại giữa hai bên được phát triển tốt đẹp. Hiện nay có rất nhiều những sản phẩm máy tính nói riêng và các sản phẩm thiết bị điện tử nói chung trôi nổi, xách tay kém chất lượng được bày bán trên thị trường. Vì vậy, người tiêu dùng hãy tìm hiểu và
và chọn mua cho mình những thiết bị công nghệ tại những công ty, những nhà phân phối uy tín để có thể có cho mình những sản phẩm chính hãng chất lượng cao.